Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa ngon cho mọi nhà. Hôm nay em mang đến cho các bác một mẫu xe, một cái giá nó chỉ cỡ tiền là đầu 300 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Crossover 2017 đời cao, chạy mới được 6 năm, lăn bánh được hơn 7 vạn. Và xe vẫn còn cứng đét, dàn lốp còn căng nguyên. Và xe thì đã được lên cả đèn trên lẫn đèn dưới. Đèn trên là đèn LED và đèn dưới là bi LED các bác nhá. Đấy, nội thất của xe là zin nguyên bản, kính của xe là còn nguyên. Đấy, túi khí là 6 túi khí an toàn. Và xe này thì option cũng tương đối khá là nhiều. Số tự động, điều hòa tự động, cửa sổ trời và hệ thống điều khiển SYNC của hãng, tới từ hãng của Mỹ, đó là Ford. Và đây là một chiếc Ford EcoSport, phải nói thực sự là cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm và với động cơ máy 1.5 thì chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Trông như vậy thôi nhưng mà xe nó không hề nặng xác một tí nào, rất là nhẹ nhàng. Thế nên là các bác đi trong thành phố luồn lách các thứ là rất là yên tâm luôn. Đặc biệt có quả lốp treo kiểu dáng thể thao. Và đây là một chiếc xe số tự động bản Titanium các bác nhá, bản full kịch rồi. Và là các bác yên tâm, con này là bản full kịch không phải là bản thường đâu, mà em bán cái giá nó là 398 triệu đồng. Nếu các bác nào mà muốn mua trả góp thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền tầm khoảng 180 triệu đồng là các bác có thể sở hữu ngay được em Ford EcoSport ngon lành cành đào này rồi. Dòng này thì đi rất là kiệm xăng này. Đấy, kiểu dáng thì cũng rất là đẹp và trẻ trung nhá. Và xe thì vừa mới về em xong. Thế nên là bác nào yêu thì điện thoại cho em nhá. Vũ Duy Ô Tô 0869158926. Xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, chiều nay bên nhà em về được đến 10 cháu và 10 xe. Thì bác nào mà yêu xe nào thì bác cứ theo dõi cái video chi tiết. Và có thể là thích thì là alo ngay cho em để mà được chốt những cái chiếc xe đẹp cho mình. Và chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe bao zin tuyệt đối các bác nhá. Keo chỉ còn nguyên. Đấy, máy zin, xe cứng và không có lỗi lầm. Đấy, các bác về là các bác chỉ việc đi thôi. Và giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ. Đấy, hồ sơ sang tên đơn giản, bên nhà em sẽ bao bảo hành trọn đời các bác luôn về vấn đề hồ sơ giấy tờ. Và xe thì mang biển Hải và biển Quảng Ninh 14A26143. Đấy, biển số căng nhá của tỉnh Quảng Ninh. Nói chung là tầm này thì xe thì đi rất là ok rồi. Toàn bộ đồng sơn xe thì sạch sẽ, ngon lành, đều màu. Đấy, không hề lỗi lầm. Mạ chrome đẹp căng. Đấy, em này thì được cái là cái form của 2017 của vòng EcoSport là một cái form mà được nhiều người yêu. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ form đầu của xe nhá. Các bác có thể nhìn kỹ phần đầu trên và cũng như là phần đầu dưới. Toàn bộ đồng sơn cản đều. Đấy, mạ chrome sáng. Và em này thì toàn bộ các cái phần này là của nó là ngon nguyên. Đấy, trên này là đang sử dụng đèn bi LED nhá, bi LED công suất cao của Fuji đó. Vâng, khả năng chiếu sáng cực tốt và khả năng không có đối thủ về gọi là đi đường là ok. Phần phía trên thì cũng được độ lên đèn LED. Cái này cũng là đèn độ nha các bác nhá, độ lên LED. Cái này gốc của nó là halogen, cái này không ảnh hưởng đến đăng kiểm các bác nhá. Và LED này là LED hai màu. Đấy, công suất lớn. Đấy, chóa đèn này cũng như là bầu đèn của xe là không bị ố vàng, không rạn nứt. Toàn bộ hai bên đèn cân, hai bên đèn đều cân nhá, cân đối sạch sẽ bóng đều. Đấy, không bị ố vàng, không có hấp hơi. Đấy, không hấp hơi. Đấy, toàn bộ cản dưới này hay là các cái đèn bi của xe là vẫn ok. Các cái khe mép này của xe là cân đối này. Đấy, nó không hề có bị lệch lạc tí nào nhá các bác nhá. Bên này thế này. Đấy, vâng. Và cái phần cabo thì là cabo là cân đối và toàn bộ chỉ keo cabo là bao zin. Đấy, tôn này, tôn mỏng chắc chắn luôn nhá. Đấy, tôn mỏng chắc chắn này. Và con này thì được cái là máy nổ rất là êm. Đấy, thì thầm cho các bác luôn, dòng này động cơ máy là 1.5 nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Lốp của em này thì đang sử dụng một dàn lốp mới Minetta MS932, lốp mới tinh, lốp 2022. Và em này thì đang sử dụng lốp 2560 la răng 16, đặc trưng của dòng Ford đó là la răng đúc rất là đẹp. Đấy, phanh đĩa trên cả bốn bánh. Và này, phanh này các bác nhìn này, xe đi ít, phanh nó vẫn còn như thế này. Phần lòng cua lốp thì không có lỗi lầm, nó chỉ bụi bẩn thôi. Đấy, chạy về từ nhà bác chủ về đến đây mà nó bụi bẩn tí này thôi, còn đâu không có vấn đề gì nhá. Tôn sườn này ngon lành cành đào, kính này zin, kính nguyên bản này. Đấy, kính nguyên bản đây. Toàn bộ dàn kính của xe là nguyên bản luôn.
Đây 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 đây. Đấy, toàn bộ dàn kính được nguyên bản. Tôn cánh nha. Đấy, tôn cánh nhá. Và sơn là sơn zin nhá, sơn nguyên bản đấy các bác ạ. Vâng, có tem này, tem độ của EcoSport. Đương nhiên rồi, một chiếc xe đẹp đương nhiên phải có bộ tem đẹp các bác nhá. Đấy, tem này rất là nổi bật luôn. Xi nhan tích hợp và em này thì gương kính là điều chỉnh điện, có cả gương cầu lồi tăng cái khả năng quan sát ở xung quanh. À, phần khóa thì em này nó có khóa khiển một chạm nhá các bác nhá, rất là êm mượt. Cửa đóng chắc, tiếng cách âm tốt. Đấy, vì là răng cao su con này rất là dày. Toàn bộ dàn răng cao su của xe là còn dày nguyên. Đấy các bác nhìn này. Dàn răng cao su bên trên cũng như là bên này dày nguyên, keo chỉ là bao nét căng cho các bác luôn nhá. Chỉ này, căng này, bóng căng luôn. Đấy. Và tappi xe là rất là sạch sẽ. Đấy, toàn bộ tappi cũng như là các cái phần ốp, đấy, mạ này của nó trong vắt luôn. Phần da sờ rất là mềm. Đấy, và kính điện là lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Kính điện em này thì toàn bộ cánh kính của xe là hoạt động rất là nhanh chóng nhá. Xe chạy được đúng có 7 vạn thôi. Một chiếc xe phải nói là ngon tuyệt đối luôn. Cam kết là không có lỗi và cam kết là không có đâm đụng nhá. Toàn bộ cột thì em cũng đảm bảo cho bác, em sẽ đóng hết kính lên. Vâng. Toàn bộ cột này em sẽ đảm bảo cho các bác là toàn bộ cột này của xe là còn nguyên nhá. À, các bác nhìn này, đinh cột còn nguyên. Đấy, đinh cột còn nguyên, còn nguyên dấu này. Đấy, còn nguyên nhá. Đấy, và trần em này là trần nỉ zin nguyên luôn. Đấy, trần nỉ nguyên bản này. Không lỗi nhá, có cửa sổ trời. À, cửa sổ trời hoạt động hoàn toàn ok, bình thường hết. Đấy, các bác thấy chưa? Cửa sổ trời hoạt động bình thường này. Và xe thì được cái là nội thất bên trong là tông màu đen. Tông màu đen theo đúng cái tông của nội thất tổng của xe đấy. Ghế da đen pha chỉ đỏ cực kỳ căng luôn. Đấy, ghế da rất là đẹp này. Đấy, ghế da đẹp luôn đấy các bác nhá. Và phần bên này thì các bác có thể thấy là vô lăng, em này là vô lăng khâu da còn nguyên. Đấy, còn đẹp, bóng đẹp này. Đấy các bác nhìn nhá, độ bóng đẹp rất là đều. Đấy, không hề lỗi. Đấy, túi khí an toàn. Em này thì có đến 6 cái túi khí ở vô lăng, bên kia, bên phụ và hai cái ghế đều có túi khí nhá. Hai ghế đều có túi khí và dọc cái rèm, dọc rèm ở hai bên là đều có túi khí luôn, 6 cái túi khí. Vâng. À, đèn thì em này là đang để chế độ đèn theo dòng xe của Ford là chuyên để đây. Đấy. Và đồng hồ cũng như là gạt mưa, gạt kính này. Đấy, phun nước rất là tơi và sạch sẽ nhá. Đồng hồ công tơ mét lăn bánh là được 7 vạn 9. Các bác có thể là đang nhìn thấy cái này nó nhấp nháy đúng không? Em nhìn qua camera đúng nhấp nháy thật. Nhưng mà cái này là tần số quét của đèn LED nha các bác nhá. Nên là bình thường là nó không nháy này đâu. Vâng, đấy kể cả như cái dưới này. Đấy, nếu mà nhìn nghiêng, à không, vẫn thế. Đấy, điều hòa em này là điều hòa ô tô nữa các bác nhá. Và số tự động này. Đấy, có số tự động. Đấy, hàng xịn sò có số tự động và có chế độ S thể thao dành cho những ai mà thích đi đường vượt này nọ nhá, dốc giữa các thứ các bác chơi chế độ S này là ok. Đấy, tất cả nội thất chi tiết của xe là các bác có thể nhìn là gần như là mới tinh luôn. Từ các cái phần nhựa này của nó rất là mới nhá. Dòng xe của Mỹ đó thì thưa các bác là dòng xe của Mỹ thì cái phần nhựa này của xe Mỹ này nó rất là bền. Nó không như là xe của Nhật nhá. Xe của Nhật hoặc là Hàn thì là những cái đồ nhựa này nó rất là nhanh bay màu. Thế nhưng mà xe Mỹ thì là chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác nhìn này, đấy, còn nguyên luôn nhá. Sạch sẽ, ngon lành, đấy, chất, đấy. Và kính thì chỉnh điện thì ở ngay đây. Kính chỉnh điện ngay đây, đấy. Gương kính điều chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng. Và kỳ chỉ keo thì em này là bao zin toàn tập chỉ keo nhá. Chỉ keo là bao zin toàn tập luôn. Răng cao su là không có rách mục, đấy. Xe còn ngon cứng luôn đấy ạ. Và sàn của chiếc xe là đang là sàn da. Sàn da thì 5D, có sàn nỉ ở dưới cùng như này, lót nỉ đã kiểm tra và sàn nỉ là không có bị ố mốc nhá. Xe là không có ngập nước, cam kết đảm bảo 100% luôn. Nếu mà các bác phát hiện ra là xe có lỗi đâm đụng ngập nước nhá, là cho xe luôn và phun thêm tiền, gọi là tiền công đã phát hiện ra xe lỗi. Đấy, bên nhà em thì rất rõ ràng thôi, xe có sao bán vậy. Và chất xe thì rất là cứng nhá. Các bác qua cửa hàng các bác xem xe thì các bác sẽ hiểu ngay chất của cửa hàng bên em. Bán là bán xe cứng và chuẩn chỉ là không chơi xe lỗi. Đấy. Còn đương nhiên là xe lỗi thì giá nó sẽ rẻ. Nhưng mà nói cho các bác là mua về bán rất khó nên em không thích.
Đấy, mua bán thì giờ nó rất là khó khăn nên là mình cứ phải làm chuẩn chỉ. Còn nhiều kênh video ấy, các bác thợ thì cứ khoe và quảng cáo là cách xem xe này nọ, nhưng nói thật các bác chứ hầu như ông nào ông bán toàn xe lỗi thôi. Thế nên là lỗi hay không thì các bác chỉ cần cái mức độ người ta bán hàng là biết ngay. Đấy, xe người ta mãi mới bán được con. Đây, trong khi đó nhà em một ngày bán chục con. Mình bán như vậy thì bán quan trọng nhất là cái chất xe. Thế là bán rất là nhanh. Đấy, toàn bộ các cái cảm biến đằng sau này. Đấy, cảm biến đằng sau đây còn nguyên nhá. Đấy, và đèn của xe là không có dạn nứt ố vàng. Đấy, mở nhẹ nhàng êm ái. À quên, đây lốp sơ cua này. Lốp sơ cua là còn nguyên. Đấy, và phần cái khoang ở đằng sau này thì cũng tương đối là rộng. Đấy, các bác nhìn này, chiều ngang 1m nhá, chiều cao 80 phân và chiều sâu thì cũng được đến 60 phân. Đấy, ví dụ chỗ này có thể kéo ra là để mũ nón các thứ là ok này. Còn sàn dưới lót sàn là chống ồn hết rồi. Đấy, chống ồn bằng lót 3M. Rất là xịn sò, sang xịn mịn thơm. Đấy, bản là này. Chưa có động chạm gì, còn nguyên sơn phủ nhá, sơn phủ tĩnh điện nhá. Đấy, các bác nhìn nhá, chất này bản là cánh sau của xe là còn nguyên. Và toàn bộ cánh chỉ của xe là còn nguyên luôn. Đấy, cánh chỉ là còn nguyên zin. Nói chung là em này thì được cái là cứng xe và giá nó cũng rất là mềm. Đấy, giá rất là mềm luôn các bác nhá. Dàn cua lốp đây. À, và xem gầm, con này xem gầm luôn. Đây các bác nhìn gầm này. Đấy, dàn gầm đây. Các bác nhìn quả gầm ấy, rất là đẹp. Đấy, sơn sườn ngon. Chỉ keo nét. Đấy, chỉ keo này. Lét căng luôn. Và không lỗi nhá. Nội thất này. Đây các bác nhìn nội thất hàng ghế sau này. Đấy, da của xe là da zin, da nguyên bản đấy ạ. Vâng. À, cái da này là gần như là không có người ngồi. Thế nên là cái da này, đây các bác nhìn này. Đấy, cái chất da này nó còn nguyên như thế này. Đấy, còn nguyên mùi thơm của da mới luôn đấy ạ. Vâng. Và em này thì đang bán cái giá rất là hời rồi. Đấy, bác nào chưa đủ điều kiện thì các bác cứ mang cho em là 180 triệu là các bác có thể ring được em này về. 180 triệu thôi nhá, không cần nhiều đâu các bác ạ. Vâng. Chiếc xe này cũng là một chiếc xe giá rẻ, một dòng crossover. Đấy, giá rẻ 2017. Con này mua mới của nó là trả 700-800. Thế nhưng mà bây giờ thì em đang bán cái mức giá là chỉ có hơn 300 triệu thôi. 398 triệu đồng. Đấy, gần 400. Thế nhưng mà thực sự với các bác là tiền nào của đấy. Đây các bác nhìn chất này. Đấy, chất mặt táp lô nó đẹp như thế này mà. Các cái lỗ gió này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng. Toàn bộ nội thất này, vô lăng củ số của xe là vẫn còn như mới luôn nha các bác nhá. Vâng, không hề lỗi lầm. Và em này thì em đang bán giá rất là thơm. Đấy, 398 triệu đồng. À, có cam hành trình. Đây là cam hành trình nha. À, cam hành trình ngay đây. Có cam hành trình. Đấy, kết hợp luôn. À, các bác nhá. Đấy, cam hành trình đây nhá, đầy đủ. Đấy, vâng. Và dòng này thì được cái là máy nổ rất là êm. Đấy, em đang cho nổ máy đó. Ngồi đứng ở đây là thực sự là máy rất là êm luôn. Đấy. Thời tiết nắng nóng này thì mình cứ sở hữu một con ô tô để đi lại là vừa tránh mưa tránh nắng, vừa là an toàn. Đấy, lại vừa là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu các bác ạ. Động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ máy là 1.5, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Đấy, dòng này thì nó rất là bền, động cơ của Mỹ rồi nên các bác yên tâm. Đấy, về máy thì là em này là máy zin nhá, máy nguyên bản nhá. Xe là không có tháo mổ máy gì cả, còn nguyên luôn. Đấy, hơi thừa là không có. Máy của dòng này rất là khô. Đấy các bác thấy không? Không có một chút hơi thừa nào luôn này. Đấy, nó chỉ có cái độ rung do là sát chân dàn cò thì là có độ rung của cái phần dầu ở trên này thôi, còn đâu không có gì nhá. Đấy, ABS này, đây ngay sau này. Đấy, phần cụm ra, tổng phanh này, đấy các bác nhìn nhá. Đấy, khoang máy rất là sạch. Vâng, được giữ gìn rất là cẩn thận. Nè các bác nhìn này, khoang máy của xe cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, rất là sạch sẽ đấy các bác nhá. Ắc quy dày, khỏe, dòng cao. Đấy, còn nguyên toàn bộ các cái phần đầu à. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, toàn bộ các cái phần này là còn nguyên luôn. Tai đèn cũng còn nguyên này. Đấy, mấu tai đèn là còn nguyên này. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá rất là êm nhá. Đấy, 398 triệu đồng cho một chiếc xe
đời 2017. Đấy. Toàn bộ keo chỉ là bao nguyên bản, zin tuyệt đối. Xe là cứng, không có lỗi. Đấy. Đó, cái phần này nó còn nguyên như thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, hốc trong này, nó còn nguyên lót này. Đấy. Zin tuyệt đối đấy, cam kết đảm bảo bảo hành cho các bác luôn. Và xe thì em đang có mặt tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng các bác nhá. Đấy. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại cửa hàng ở Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Bên em Vũ Di Ô Tô rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời mang về. Đấy, đèn ổ start stop thông minh. Đấy, xe cứng nhá. Này, led này. Đấy, ánh sáng led ban ngày. Ô, con này em bị bật quá đà, mình bật đèn đèn định vị nên đâm ra là led không vào. Đấy. Hàng ngon lành phở luôn. Nói chung là chất xe thì cứng rồi. Em này về các bác cứ yên tâm là chỉ việc đi thôi. Đấy, ánh sáng này các bác nhìn này. Ban ngày mà nó còn sáng trong như thế này mà. Kể cả là đèn bi dưới nhá. Đấy. Vâng. Nói chung là về chất thì em này là ngon rồi. Còn về giá thì rất là thơm rồi. Bác nào mà yêu và với cái tầm giá đấy thì cũng có thể giảm bớt cho các bác một chút. Để làm sao các bác có một chiếc xe lộc lá đi lại nhá. Làm sao các bác có một chiếc xe tuyệt vời để đi lại an toàn. Đấy, tránh mưa, tránh nắng, tránh khói bụi. Đấy, ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa thơm tại em Vũ Di Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành cành đào. Xin cảm ơn.